trái tim đến trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly dịp nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta.
anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Hoa trắng xanh vàng tím đẹp
làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, thanh màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi mùa thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Chúng mình cùng tính đi thôi. Tiếng
hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống thành thời. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữa em về trên chiếc thuyền hoa, trên màn rơi đâu che khăn định đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cháu bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi họ Quan ơi họ Quan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Tuyên này được đón tiếp những tấm lòng vàng của các cụ ông cũng như các cụ bà, và không còn ngại đường xá xa xôi có chút công việc bận rộn trở về đây hội tụ để chung vui buổi lễ hân hoan của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Ban tổ chức thay mặt cho gia đình và luôn kính chúc cụ ông Phong Nhã, cụ bà Nhân Hậu chúc cho quý cầu tân trang, quê làng tươi trẻ, chúc cho liền anh liền chị vui trong duyên mới sớm tới lại bến thuyền tình. Để bày tấm lòng mến khách của gia đình yêu hương mọi nhà gái, xin mời các bạn trẻ tiếp tân mọi nhà gái chúng ta đâu rồi, ra hàng hái tiếp nước mời chầu. Xin các bạn hãy lờ và lờ những nụ cười tươi nhất để đón khách như đón mùa xuân. Một là tại sao tôi xin phép các cụ với lại ông đại diện họ là cái này, bởi vì nhá, ông nội của cháu ấy là được phép ông nội này, ông nội của cháu ủy quyền cho tôi. Hai là sức khỏe của ông, ba là tuổi, nên là trước khi cái việc giao lễ này, ông ạ, thì tôi phải xin phép ông nội ạ. Khi được quyền của ông nội giao cái quyền này cho tôi, cũng đều là con cháu mà mình là có sức khỏe, thì mới lại bù đắp được cái lộc lá cho các cháu, có không? Thế thì thầy xin phép ông đấy nhá. Và khi chúng tôi bên giao bên nhận, xin hai bên tạo được vui này. Quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng, cho đôi vợ chồng lên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái trò nào chứ tôi là không đi qua. Bên xin họ nhà trai thì là cũng sửa ba cái lấy mặt và bảo để hai cái này. Chụp ảnh đi, chụp ảnh đi. Mời bác. Quá chị xui ơi, chứ ngày
hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi. Nếu tiện cái tội mình tính luôn chuyện gì với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền em mối duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng, cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi, cái tôi với anh đây mặn xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xứng quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiễn cho tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để chọn. Hai ba vô thật đều, còn gì hơn ta nữa, mình cùng can lên.
chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không. Say mấy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều một hai ba vô thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều một hai ba vô thật đều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng can lý bạn ơi. Không say không về nhất định không say đừng về. Không say là không về uống mà không say là đừng về. Một đời ai chẳng say bạn bè vui đó đây. Có anh và tôi với bao bạn thân uống cho cạn nhé. Vui tròn đêm nay. Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không say. Đêm nay anh em nhiều một hai ba dâu thật đều. Đường về không xa lắm còn sợ gì mà không.
yêu cho trọn đời. From now to my very last breath, this
look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll share. Falls in love, we'll let her go. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây. Thưa các
cùng quý vị và các bạn trẻ Nam Nữ thiên lên thân mến. Sau đây ban tổ chức vẫn thay mặt cho gia đình và nói đưa lời cho cô dâu chú rể xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, toàn thể quý vị, cô dì, cùng vợ, chú bác, quan viên hai nhà bố họ. Chúng ta vẫn tiếp tục ổn định chỗ ngồi giao lưu tương tình, hãy cùng nhau chờ đợi ít phút nữa là chính thức bác đại diện đến từ quê hương gia đình phái đoàn họ nhà trai có đôi lời phát biểu để chính thức làm lễ đón dâu trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình rất quan trọng trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, sau đây ban tổ chức xin mời các cụ quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để chuẩn bị chứng kiến bác đại diện đến từ quê hương gia đình họ nhà trai lên sân khấu phát biểu để chính thức làm lễ vu vị cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời bác đại diện đến từ gia đình họ nhà trai lên sân khấu phát biểu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón chào bác đại diện đến từ gia đình họ nhà trai. Vâng, xin trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Lời đầu tiên tôi thay mặt cho họ nhà trai xin gửi tới quý vị hai họ nhà trai nhà gái là bạn bè các cháu mọi lời chúc sức khỏe. Kính thưa các cụ ông các bà, quan viên hai họ cùng cô dì chú bác, anh em của hai cháu, hôm nay đúng là một ngày trọng đại, vui ngày tốt, năm tốt, tháng tốt, giờ tốt của hai gia đình đã chọn ngày này để làm ngày trọng đại tổ chức nghi lễ trăm năm cho hai cháu. Thật là một cái hồng phúc cho đôi bạn trẻ cũng là hai cháu của hai họ chúng tôi. Hôm nay trước khi bước vào thánh lễ vu vi tại nhà gái của gia đình họ gái, cháu Yến và cháu Tuấn là họ nhà trai của họ chúng tôi và là con của bà Nhung và ông Thiện. Thật là một cái điều trước hết cảm ơn tổ tiên đã dành những ngày tốt giờ đẹp và thời tiết nó cũng không nóng lắm với không gian của họ nhà gái sang trang để đón tiếp họ nhà trai chúng tôi. Chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai và trong đoàn chúng tôi hôm nay đi một lời xin cảm ơn tốt đẹp. Ý thứ hai tôi xin trình bày và cũng là một cái ngày trọng đại lễ vu vi tại họ nhà gái. Chúng tôi không biết nói gì hơn, qua các việc các cháu đã tìm hiểu một thời gian quá lâu, được sự nhất trí của hai bên gia đình, của hai dòng họ và được sự công nhận của chính quyền địa phương của hai bên. Hôm nay hai gia đình nhà trai nhà gái tổ chức một cái buổi lễ đính hôn họ nhà gái và chúng tôi cũng là một cái ngày đẹp nhất cho dòng họ nhà trai chúng tôi. Hôm nay sửa lễ xin dâu là cháu Yến về làm con của ông bà Nhung Thiện và làm cháu chúng tôi. Thế hôm nay trước khi để nhận lời, tôi xin gửi tới các cụ công các bà và các quý vị bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin quý vị cho những tràng pháo tay thật lớn thật rộn rã để chúc mừng bác đại diện đến từ quê hương gia đình phái đoàn họ nhà trai đã phát biểu rất ngắn gọn nhưng đầy đủ nghĩa trong buổi lễ trọng đại hôm nay. Kính thưa các cụ quý vị và các bạn trẻ nam nữ thiên lên thiên đến để đáp từ đến từ quê hương gia đình phái đoàn họ nhà trai đã phát biểu xong, sau đây họ nhà gái cũng đôi câu để đáp từ và xin trân trọng kính mời các một bác đại diện đến từ quê hương gia đình họ nhà gái đây phát biểu chính thức để làm lễ vu vi cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để đón chào bác đại diện đến từ gương dân hội nhà gái phát biểu xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác và
các nam thanh niên, nam thanh nữ tú có mặt trong hôn lễ này. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với tôi là em của ông Tuyên, chú của cái cháu Yến, được cử lên đại diện thay cho ông Tuyên. Có đôi lời gửi đến toàn thể hội hôn. Đầu tiên tôi xin gửi đến các cụ ông cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác và các nam thanh nữ tú một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, ông đại diện nhà trai cũng có lời nói với tôi, xin ủng hộ hoàn toàn vì ai cháu đó trong thời gian yêu nhau cũng chín mùi, sẽ được sự đồng ý của các cháu biến báo đến Phật sinh thành hai bên nhà trai nhà gái đã tác hợp thành hôn cho các cháu. Và để cho các cháu được hạnh phúc bên nhau, chính quyền địa phương cùng họ hàng đã chứng kiến và công nhận cháu Yến là dâu con ông Thiện và bà Nhung về quê hương với Lai Châu Phổ Lý làm dâu con ông bà. Chúng tôi có lời gửi đến ông bà Nhung, cháu Yến người còn trẻ lòng non dạ, về làm dâu con nhà ông bà. Cháu khôn thì ông bà, nhà ông bà dạy biết hết mà cháu, dạy thì ông bà bất hợp, ông bà dạy nhiều. Và cuối cùng tôi xin chúc hội hôn cùng toàn thể các ông các bà và cô dì chú bác, các nam thanh nữ tú có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa quý vị và các bạn trẻ nam nữ thiên lên thiên mến. Vừa rồi ý kiến phát biểu đến từ quê hương gia đình phái đoàn họ nhà trai và họ nhà gái đã phát biểu làm lễ trọng đại cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Những lời nói của hai bác ngọt như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra các hôn trường. Ban tổ chức thay mặt cho toàn thể hội hôn luôn chung chúc bác hai bác mạnh khỏe để đôi bạn trẻ được noi theo. Kính thưa các cụ, quý vị và các bạn trẻ nam nữ thiên lên thiên mến. Vừa rồi ý kiến phát biểu thành công tốt đẹp rồi. Sau đây ban tổ chức xin mời chú rể vào buồng đón cô dâu ra để lễ ra tiên trước khi buổi lễ vô quy chúng ta chuẩn bị xuất phát để đi dâu về làm lễ thành hôn tại dòng quê hương nhà trai. Sau đây ban tổ chức xin mời chú rể vào buồng đón cô dâu ra để lễ ra tiên trước khi đoàn tàu mang biển số hạnh phúc của hai vợ chồng ra rời phần ghế. Xin trân trọng kính mời. Xin mời lên sân khấu và để trao chiếc nón quay thao, chiếc nón kỳ diệu tình yêu. Xin mời hai bà đến từ phái đoàn hai họ nhà trai và nhà gái ạ. Xin mời hai bà lên sân khấu ạ. Hai hai mẹ cầm nón nhìn ra đây ạ. Rồi cả nhà nhìn mấy anh người cháu nhá. Rồi hai 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 người đội cho con. Vâng, kính thưa các cụ, quý vị, tình yêu là luôn đứng thấp đầu trước động lực tố bất ngờ và đầy thú vị. Chính thiết lạc đó đã tạo nên cho dâu cho rể dễ yêu thân thiện và tiến lên hôn nhân thành công mỹ mãn. Kính thưa quý vị, sau đây ban tổ chức xin mời quý vị hãy tải lại câu chuyện tình yêu ngọt ngào của đôi đưa đúng
cứ ra hoa của ngày ra quả trái trên cành của lúc xuân chín thì yêu hai bạn cũng thế. Các bạn đến với nhau hai con tim tưởng chung một nhịp đồng của hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đúng là lần thứ hai gia đình ông bà Tuyên lại được đón tiếp những lớp đồng vàng của các cô cũng như các cô bà và không còn ngại đường xa xa xôi. Lưng bước vì nghĩa, bước đi vì tình, vì ngày vui hạnh phúc của gia đình thì mang tới thành được duyên. Kính thưa các cụ quý vị, xin quý vị cho những chào cháu tay thật lớn ạ. Để chúc mừng cho Ngân Lan gia nhân trong buổi chiều ngày hôm nay, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, ngày sau đây ban tổ chức xin mời các bác, các cô, các chú, cậu mợ, anh chị em, bạn bè, nam nữ, thanh niên, cùng dâu xin hãy lên sân khấu và để trao những món quà đầy đủ ý nghĩa để chúc mừng cho đôi Tân Lang gia nhân trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Con xin hát tặng các cụ, ông, bà, các bác cùng toàn thể công viên của họ một bài hát lối nhỏ nhỏ đồng. Xin trọng kính mời bà nội của cô dâu ạ, xin trọng kính mời bà lên sân khấu và để trao quà cho hai cháu và để chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, xin trân trọng kính mời bà nội của cô dâu ạ. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa quý vị và các trẻ lao nữ trên liên thiên hình. Và sau đây, vâng, bà nội đến từ quê hương gia đình phái đoàn họ nhà gái mà đã trao tặng cho cô dâu chú rể. Ban tổ chức thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn bà rất nhiều. Và tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bố sinh nhà cô dâu lên trao quà cho cô dâu chú rể để chúc hai con trăm năm hạnh phúc, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, quý vị và các chị nam nữ thiên liên thiên đến, đúng là câu ca Việt Nam ta vẫn thường nói rằng đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, nên nắng cuộc đời không ai khổ bằng cha, đất biển nguyện vọng không đông đầy tình mẹ, mây trời đồng lòng không phủ kín công cha. Mà hôm nay vui sướng nhất hai nhà, mừng cho hai họ người ra người vào, trên nhà giữ bếp xôn xao, hôm nay hôn lễ đã vào. Xin các cụ công công bà là họ nhà trai chúng tôi xin mời các cụ công công bà bạn bè của cháu về dưới họ nhà trai tôi để dự cái lễ thành hôn cho hai cháu tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Xin kính mời và kính mời và xin cảm ơn họ nhà gái đã tiếp đón họ nhà trai trang trọng. Tôi xin cảm ơn. Thank you.
đàn dinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng, thiếp lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Sánh duyên mà đúng thật vậy, ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ, ai đã mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Dạ vâng, đó chính là duyên trời tiền định để rồi đôi bạn trẻ của chúng ta đã gặp nhau và tình thắm vấn vương, để rồi anh thương trong dạ và em thương trong lòng, và tình yêu thì đã chín mùi rồi. Anh về giục mẹ, mẹ ơi mua bàn cùng chiếu sắm giường cho con. Và đúng thật vậy, đến ngày hôm nay đây thì hoa nào lắm rất nhiều hương, hoa nào cài ngực để rồi lên đường đón em, mà hoa nào anh chẳng thể quên nửa trong ngày cưới kết tình đôi ta. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và tình yêu của cô dâu và chú rể của chúng ta đã trải qua một quá trình tìm hiểu có thể nói là rất dài, rất lâu, và cũng có thể nói là rất đậm sâu ở trong lòng. Thì đến ngày hôm nay đây, tình yêu của đôi bạn trẻ đã đủ năm
đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, và đặc biệt là đủ cả chữ nợ, đủ cả chữ duyên, đủ cả quan viên bốn họ hai bên gia đình đã và đang hiện diện tại hội trường cưới của gia đình quan viên họ nhà trai chúng ta. Và trăm năm chọn lấy một tháng chọn lấy một ngày chọn lấy hôm nay một giờ. Và như vậy thì giờ hoàng đạo mà hai bên gia đình ấn định đã tới rồi. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy cùng với ban tổ chức tuyên bố buổi đại lễ chính thức được bắt đầu. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng nhau đứng dậy. Trân trọng kính mời. Và mọi người chú lắng nghe đồng hồ điểm báo giờ sơn tiền vàng. Ban tổ chức xin được rất lòng trọng và được trịnh trọng tuyên bố rằng buổi đại lễ thành hôn trong đại phúc của chú rể Tuấn Anh, sánh duyên cùng cô dâu Hoàng Yến xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng nhau an tọa. Trân trọng kính mời và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể duyên hôn thân mến, và quả thật vậy, đám cưới luôn là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ta, và nó là sự kết tinh của một tình yêu trong sáng thủy chung của một cặp trai tài gái sắc. Và ngày hôm nay được sự kết hợp của hai bên gia đình cùng tạo nên với những nền tảng vững chắc cho cô dâu và chú rể của chúng ta cùng hướng tới một con đường hạnh phúc trăm năm đời đời bền vững. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể duyên hôn thân mến, và quả thật vậy, em yêu ơi, giờ lành anh đã đến, và anh đến đón em đúng như lời ước hẹn cùng thầy me mang xính lễ tơ hồng. Và ngày hôm nay tại gia đình gia tộc quan viên họ nhà trai đã đặc biệt chuẩn bị xính lễ tơ hồng đến với gia đình quan viên họ nhà gái, xin phép được đón cô dâu trở về làm dâu trong họ, làm con trong gia đình. Và có lẽ rằng để mở đầu cho buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay, những người làm chương trình xin được ép dành ra với những giây phút thiêng liêng trọng đại nhất cho diện diện ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình gia tộc quan viên họ nhà gái sẽ cùng trở về phía sân khấu ngày hôm nay có những tâm tư tình cảm đôi lời chào dâu. Trân trọng kính mời và kính mời ông. Và kính thưa toàn thể quý vị đang cùng tiến về với hội trường chính ngày hôm nay, xin diện của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình gia tộc quan viên họ nhà gái cô dâu Hoàng Yến, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể các bạn trai bạn gái của cô dâu chú rể, tôi được đại diện và ông Tuyên thay mặt ông Tuyên nhìn đây này phát biểu có đôi lời. Tuấn Anh phát biểu đầu tiên, tôi xin chúc các cụ ông cụ bà cùng toàn thể các nam thanh nữ tú có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Trong cuộc vui từ đầu đến cuối, tất cả các lễ vật của nhà trai đã trao tặng nhà gái, và giờ đến giờ phút này nhà gái chúng tôi đã nhận đầy đủ. Và cuối buổi tiệc ngày hôm nay, tôi xin thay mặt ông Tuyên giao cháu cho ông bà Thiện và ông bà Nhung. Từ giờ phút này cháu sẽ là dâu con của gia đình, cháu về làm dâu con trong gia đình ông Thiện và bà Nhung. Cháu khôn thì ông bà được nhàn, ông bà dạy dỗ ít, mà cháu dạy thì ông bà vất vả dạy cháu nhiều. Và cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, tôi xin chúc toàn thể quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay được mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình gia tộc quan viên họ nhà gái đã cùng có những tâm tư tình cảm đặc biệt ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, quả thật vậy, còn gì đẹp hơn đời như thế, người với người sống là để yêu nhau và thực sự thấu hiểu được tâm tư tình cảm của hai con. Gia đình quan viên họ nhà trai đồng hành với gia đình quan viên họ nhà gái cùng nhau tác hợp cho cô dâu và chú rể của chúng ta được nên duyên vợ chồng, và cũng để minh chứng cho mối tình thông gia hai nhà như một. Lúc này đây, ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu với toàn thể quý vị sự hiện diện của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình dòng tổng quan viên họ nhà trai chúng tôi cùng trở về phía sân khấu để cùng có những tâm tư tình cảm đôi lời nhận dâu, cũng như sẽ có đôi lời cảm ơn tới gia đình quan viên họ nhà gái. Trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị. Kính thưa các cụ công các bà, Tuấn Anh ơi, Yến ơi, cùng bạn bè của hai cháu, hôm nay một cái thật là một cái ngày vui trong đại hạnh phúc trăm năm
của hai cháu Tuấn Anh và Hoàng Yến, và sự hiện diện buổi thành hôn của cái ngày đại lễ của hai cháu và hai gia đình bốn họ thật là hạnh phúc trăm năm. Trước hết tôi thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn các cụ công, các bà, họ nhà gái đã cùng với họ nhà trai chúng tôi đưa đón cháu Yến về làm dâu con ông bà Thiện. Và từ hôm nay giờ này trở đi, cháu Tuấn cũng là cháu rể, con rể của dòng họ các cụ. Đặc biệt hôm nay là một cái ngày cảm ơn tổ tiên, các cụ ở hai bên, hai gia đình bốn họ đã phù trợ cho cháu một thời tiết thiên thời địa lợi, một năm tốt, một tháng tốt, một ngày tốt, một giờ tốt, không ngoài mục đích để xây đắp vun trồng của cái hạnh phúc trăm năm. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi giờ này xin cảm ơn các cụ công, các bà, bốn họ hai nhà hôm nay có mặt về cái ngày đại lễ hạnh phúc trăm năm của các cháu, là một cái ngày thành hôn cho các cháu để chứng giám cho sự hiện diện trên lễ thành hôn ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không bà xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện ý kiến phát biểu của vị triều đoàn đại diện cho gia đình gia tộc quan viên họ nhà trai chúng ta đã cùng có những tâm tư tình cảm dành gửi tặng đến với gia đình quan viên họ nhà gái, cũng như dành gửi tặng đến với cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị, và có lẽ rằng lúc này đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chúc phúc tới cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về phía sân khấu để cùng tay trong tay trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới, để cùng thay cho lời nguyện ước phu thê trăm năm hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị đại biểu quan khách hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể sân khấu thân mến, và lúc này đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút yêu thương. Cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tay trong tay trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới để cùng thay cho lời nguyện ước phu thê trăm năm hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể dân hương thân mến, và chứng nhận là vòng tròn thiêng liêng bảo vệ cho hạnh phúc lứa đôi, tình yêu của đôi nam nữ, và từ đây sẽ sinh ra với những tình yêu mới từ chính sự vĩnh hằng của nó, tình yêu gia đình. Ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức trở thành vợ thành chồng, và chúng ta hãy cùng nhau một lần nữa tổ chức cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ mãi mãi đi chung trên một con đường. Quý vị rất nhiều, và thủ tục trao nhẫn thì đã xong rồi. Và kính thưa toàn thể quý vị, và lúc này đây thì cô dâu và chú rể đã chính thức là của nhau, và họ sẽ đi bên nhau đến hết cuộc đời. Và lúc này đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của chú rể Tuấn Anh sẽ cùng dành gửi tặng tới người vợ yêu quý một nụ hôn bỏng cháy trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Và xin hỏi là chú rể anh có làm được không? Chắc chắn là phải làm được rồi, có phải không ạ? Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đếm từ 1 đến 3 thật lớn cho cô dâu và chú rể hôn nhau, có được không ạ? Có được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đếm nào. 1, 2, 3, hôn nào. Wow, rất tuyệt vời. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến những giây phút yêu thương ngọt ngào mà ngày hôm nay cô dâu và chú rể dành gửi tặng tới cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Và tại tư gia gia đình quan viên họ nhà trai chúng tôi, tại hội trường cưới của gia đình quan viên họ nhà trai đã cùng chuẩn bị cho cô dâu và chú rể, đó là một tháp bánh và một tháp rượu tượng trưng cho sự no đủ mà hai bên gia đình muốn dành gửi tặng cho cô dâu và chú rể từ nay và mãi mãi về sau. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía tháp bánh hạnh phúc để cùng tay trong tay cắt ra với những lát bánh yêu thương chi ngọt sẻ bùi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và chiếc bánh
tưởng như lời hẹn ước ngọt ngào của đôi tình nhân dành cho nhau, luôn tinh khiết trắng trong, luôn căng tràn sức sống. Và ngày hôm nay, cô dâu và chú rể đã cùng chung tay cắt ra với những lát bánh yêu thương, tưởng như lời muốn nói, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi gành thác chông gai của cuộc sống để cùng hướng tới một con đường hạnh phúc, giàu sang và phú quý đời đời về sau. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía tháp rượu hạnh phúc để cùng khơi nguồn yêu thương, cùng bật nắp xung quanh, cùng rót ra với những ly rượu hạnh phúc chúc mừng tương lai. Trân trọng kính mời quý vị. Tháp ly biểu tượng của một ngôi nhà hạnh phúc, pha lê biểu tượng của một tình yêu trong sáng, thủy chung và đời đời bất diệt. Ngày hôm nay, cô dâu và chú rể của chúng ta đang cùng chung tay rót lên tháp rượu hạnh phúc ngày hôm nay. Và tình yêu của họ đang cuộn trào phương trời, để rồi tình yêu của họ sẽ hòa quyện vào nhau nơi tận cuối tâm hồn, để rồi họ sẽ trở thành một thể thống nhất, tất cả phân ly, bất cả chia rời, như lời mong ước của hai bên gia đình. Dành gửi tặng chúc phúc tới cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Và không thể đỡ được những tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng. Trong ngày vui đại hỷ ngày hôm nay, để có được những giây phút yêu thương trọn vẹn như lúc này, ban tổ chức tôi cũng không thể quên được công ơn vun đắp của hai bên gia đình, đặc biệt là bố mẹ thân yêu của chú rể đã cùng dành gửi tặng những tình cảm hết sức tuyệt vời, trọng đại ý nghĩa, chúc phúc tới cho hai con trong ngày vui đại hỷ ngày hôm nay. Và có lẽ rằng lúc này đây, xin được trân trọng kính mời bố mẹ thân yêu của chú rể cùng trở về phía sân khấu để cô dâu và chú rể xin được phép dâng rượu tỏ lòng cảm ơn tới đấng sinh thành đã cùng cho cô dâu và chú rể có được hình hài con người và có được niềm vui hạnh phúc như ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bố mẹ cùng trở về phía sân khấu. Và xin mời bố đứng cạnh người con của mình trong ngày vui đại hỷ ngày hôm nay. Và cô dâu sẽ dâng rượu cho mẹ và chú rể sẽ dâng rượu cho cha. Và xin được trân trọng kính mời ông bà chúng ta sẽ cùng uống cạn ly rượu hạnh phúc mà hai con dành gửi tặng tới đấng sinh thành ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Và xin mời ông bà chúng ta cùng uống cạn ly rượu hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn bố mẹ và trân trọng kính mời bố mẹ cùng tiếp tục trở về bàn mời chồng mời nước. Trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể siêu nông dân mến, và quả thật vậy, con người thì có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình cùng trở về phía sân khấu để cô dâu và chú rể cũng xin phép được dâng rượu tỏ lòng cảm ơn tới hai bên gia đình đã cùng vun đắp cho tình yêu của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, trân trọng kính mời để cùng uống cạn ly rượu hạnh phúc ngày hôm nay. Chúc phúc tới cho hai con hai cháu chúng ta. Xin mời hai vị chúng ta cùng bắt tay một cái bắt tay thắm thiết mối tình thông gia hai nhà như một. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị rất nhiều và trân trọng kính mời hai vị chúng ta tiếp tục trở về bàn mời trò mời thuốc. Trân trọng kính mời. Và lúc này đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng bắt tay để cùng uống cạn ly rượu ra bôi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn nhất đi ạ. Trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Và có lẽ rằng lúc này đây để cùng tỏ lòng cảm ơn với toàn thể quý vị đại biểu quan khách thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đi rót nước mời chầu tới các cụ, con, các bà hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và vừa
rồi chúng ta đã vừa đón nhận với những tình cảm của cô dâu và chú rể đã được cùng đi mời chầu xây nước tới toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay để cùng tỏ lòng cảm ơn với toàn thể quý vị đại biểu quan khách. Và kính thưa toàn thể quý vị, và lúc này đây xin được một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút yêu thương trọng đại, những ý nghĩa ngày hôm nay sẽ cùng dành gửi tặng đến với cô dâu và chú rể. Và lúc này đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của người bố thân yêu của chú rể sẽ cùng trở về phía sân khấu ngày hôm nay với những món quà đầy ý nghĩa chúc phúc tới cho hai con. Xin được trân trọng kính mời bố cùng trở về phía sân khấu. Trân trọng kính mời. Và có lẽ rằng một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của bố rất nhiều với những tình cảm hết sức tuyệt vời ngày hôm nay đã được dành cho cô dâu và chú rể với những vật kỷ niệm tuyệt vời trong ngày lễ trọng đại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bố. Xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể duyên thân mến, và quả thật vậy, thời gian trôi đi thì có lẽ rằng sẽ không chờ đợi ai cả, phải không quý vị? Hôm nay hai họ đủ đầy, chúc cho anh chị bằng giày sang năm ươm tơ rồi lại kén tầm, bổng con ra đón bà thăm cháu đầu mà đường về nhà gái cũng chẳng bao xa. Xong đối với các cụ già đi thì cũng mỏi chân mà thương con thương cháu, xây dựng có một lần các cụ vừa đến tổ chức cho có thêm phần đông vui. Mặc dù tổ chức chưa được bao lâu nhưng các cụ nhà gái cũng đặc biệt xin phép được lên tàu về quê, báo cáo thành tích cho ngày vui đại hỷ ngày hôm nay. Buổi tại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể của chúng ta đã được hai bên gia đình long trọng tổ chức thành công tốt đẹp. Và xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên họ nhà gái cùng trở về phía sân khấu với những tâm tư tình cảm đôi lời cáo từ. Trân trọng kính mời. Xin phép các cô ông cụ bà cùng toàn thể các lam thanh nữ tú trong hội hôn ngày hôm nay, cuộc vui nào thì cũng đến giờ phút chót. Tôi thay mặt họ nhà gái và như vậy là đến giờ phút này cũng đã trao cháu cho ông Thiện bà Thiện, công việc đã xong xuôi và cũng đến giờ chúng tôi xin phép quan viên hai họ, quan viên họ nhà trai, chúng tôi trở lại quê nhà. Đúng rồi, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện, ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên họ nhà gái. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về phía cổng hoa để cùng đưa chầu đón ngõ tới các cụ non các bà gia đình quan viên họ nhà gái ngày hôm nay. Tuyệt vời.